Ly Ca Hành, Hứa Khải Siêu điển trai, Lý Nhất Nồng có hết flop. Sau khi đóng cặp đàn em kém 3 tuổi Hồ Nhất Thiên trong Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em, Lý Nhất Nồng tiếp tục nên duyên cùng trai đẹp kém 5 tuổi Hứa Khải qua Ly Ca Hành. Bộ phim cổ trang này có tên cũ là Đại Đường Nữ Nhi Hành, quay xong từ 2019 nhưng mới được cấp phép phát hành đầu năm 2021. Hiện Trường Ca Hành do Địch Lệ Nhiệt Ba diễn chính đang nhận được nhiều sự quan tâm. Khi hay tin Ly Ca Hành lên sóng, netizen không khỏi so sánh. Địch Lệ Nhiệt Ba và Lý Nhất Đồng đều là hai tiểu hoa có tiếng, thường xuyên đóng cổ trang. Phim mới cùng vô tình giống nhau chữ hành, liệu tác phẩm mới của ai sẽ nổi bật hơn? Nội dung Ly Ca Hành lấy bối cảnh từ thời nhà Đường, xoay quanh chuyện tình vừa ngọt ngào, hài hước, vừa nhiều thử thách giữa Bác Nhu và Trịnh Sử Mặc. Lý Nhất Đồng vào vai Bác Nhu, con gái một thương nhân phường Thêu, vô tình trở thành cung nữ. Hứa Khải đóng vai Trịnh Sử Mặc, một công tử nhà tướng quân, chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Vì yêu Bác Nhu, Trịnh Sử Mặc quyết tâm thay đổi bản thân. Dù không liên quan gì đến Trường Ca Hành, việc Ly Ca Hành có cái tên tương tự, cùng chiếu trên Tencent. Sau khi phim được đánh giá là đẹp mắt, nhưng Lý Nhất Đồng, nữ diễn viên nổi tiếng vì nâng mãi không nổi gây tranh cãi. Nguyên nhân cũng bởi những tác phẩm mà Lý Nhất Đồng tham gia đều hầu hết được đầu tư khá lớn, kịch bản ổn. Ban diễn nam đều là những tên tuổi có tiếng như Lý Hiện, Lục Nghị, Đặng Luân, Hồ Nhất Thiên, Dương Dương, Trương Triết Hằng. Thế nhưng Lý Nhất Đồng mãi vẫn không bật lên được. Vì vậy mà nữ diễn viên bị netizen gán cho biệt danh Bình Cứu Hỏa. Các tác phẩm ra mắt nhiệt độ đều không cao, phần lớn đều trở thành bom xịt. Ngay cả bản diễn nóng đến mấy đóng cùng Lý Nhất Đồng đều hạ nhiệt. Liệu rằng phim mới đóng cùng Hứa Khải có phá bỏ được lời nguyền hay lại là bom xịt khác của Lý Nhất Đồng? Không may qua trailer và poster, nữ chính Lý Nhất Đồng nhận ý kiến trái chiều vì nhan sắc đi xuống. Kiểu tóc búi cao làm lộ nhược điểm gương mặt hơi dài, đường nét xương sầu của cô. Cách trang điểm nhợt nhạt cũng khiến cô như mới ốm dậy. Đứng bên bàn diện Hứa Khải, Lý Nhất Đồng lộ rõ cách biệt tuổi tác. Trong giới giải trí, các nữ minh tinh muốn bạo hồng, không ít người phải có tác phẩm và phải có tính chủ đề. Nhưng Lý Nhất Đồng thì về các tin xấu đồn ra rất ít, các tác phẩm thì chưa nào nổi trội, nên chỉ có thể tiếp nhận nhiều bộ phim để mau chóng kiếm được kịch bản phù hợp để làm nổi bật bản thân và có chút nhân khí trong giới giải trí. Không chỉ Lý Nhất Đồng, các nhân vật nữ khác trong phim cũng bị tạo hình hài. Phim có những kiểu tóc diêm nhan sắc diễn viên, cách tô son chấm giữa môi kỳ cục. Điều này được nhà sản xuất vui chính lý giải là để tái hiện chân thực phong cách của người phụ nữ thời nhà Đường. Hà Thụy Hiền đóng vai Hồng Ánh Oánh, nữ diễn viên sinh năm 1994, từng được biết đến với vai Đường Sáng trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Hoàng Hinh Giao trong vai Tô Linh Vi, Miêu Phố trong vai Trưởng Tôn Hoàng Hậu, Lâm Bằng vai Ngụy Vương Phi, Tử Mộng Tiệp trong vai Thái Tử Phi Tôn Linh Thục.